Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% của nha khoa An Tâm. Và ngày hôm nay thì đến với nha khoa An Tâm thì chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mới, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu cùng với cô nhé. Cô ơi, thì cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho tất cả các vị khách hàng ở đây được không ạ? Tôi tên Thảo, tôi ở Úc, đến Việt Nam chơi mà sẵn làm răng luôn, và đến với gia khoa này rất là hợp ý mà thích nữa, mà làm cách dễ thương mà tiếp khách rất là hân hậu. Cô Thảo có thể cho con biết là làm cách nào mà cô biết đến nha khoa An Tâm không ạ? Nhờ người em bà con giới thiệu á, nói là bên này làm rất là chu đáo. Thì khi mà mình biết đến nha khoa An Tâm qua lời của một người em họ như vậy, thì đây là cũng là lần đầu tiên cô Thảo đến với lại An Tâm, thì cái cảm giác đầu tiên khi mình đến với nha khoa An Tâm như thế nào cô? Rất là yên tâm, không có sợ mà không có đau nữa. Mới đầu vô sợ chứ, nhưng mà làm rất là lẹ mà rất là yên tâm, không có sợ hãi. Mà lẹ mà đẹp nữa. Cô đến, cô có biết chương trình thay răng sứ cũ lấy răng sứ mới của An Tâm không ạ? Dạ không, không biết. Dạ không biết. Nhưng mà có người em kể như vậy, nhưng mà không kiểu như mình nghĩ là chắc không có chuyện đó đâu. Nhưng mà đến đây thì nó có giảm giá quá trời nhiều luôn. Rất là vui. Tức là rất là ưng ý. Ông xã cũng khen, ở nơi trời dễ thương đó, ở đây mà rất là vui vẻ mà có giảm giá mà còn giảm thêm nữa. Thật ra trời ơi, chưa có thấy qua. Hồi đó giờ làm mấy lần rồi mà chưa có thấy qua. Bây giờ mới thấy lần đầu tiên. Mà để kỳ sau cái tối nay là đến đây á, mình cũng giới thiệu cho bạn đồ đó, với bà con đồ qua đây á, thì cho cái cạc đó đi đến đây thử một lần coi như thế nào. Tại mình nói thì chưa có ai tin, nhưng mà phải đến đây thử coi á, giờ mình tham khảo coi nó được không, được vui thì mình đến. Nhưng mà đối với em thì rất là ưng ý. Có giới hạn số lượng răng không cô? Hay là có giới hạn dù trước đây mình làm ở đâu không cô ha? Coi như là giờ chắc cho mình á, là coi như cái răng nào làm được thì người ta nói làm được, còn không làm được người ta nói không làm được thôi. Chứ nếu mà cảm thấy cái răng của mình còn chắc á, còn bền á, thì người ta không làm. Tại vì người ta góp ý cho mình nghe, còn mình muốn thay luôn thì mình thay, mình muốn cả thẩm mỹ đẹp nguyên hàm răng á, thì mình làm, còn không thì mình đừng làm. Mình làm cái răng đó người ta giải thích cho mình nghe, mình thấy hợp ý. Giống như tôi thì tôi thấy giải thích như vậy mình thấy hợp lý mà tiện cho mình nữa, không thành ra mình làm luôn. Thì cô Thảo ơi, thì cái quá trình mà thay răng sứ cũ lấy răng sứ mới như vậy có mất thời gian của mình không ạ? Không. Mà làm nó thay làm cả da xong rồi cái mài lỡ chừng ngại hết chừng mấy tiếng đồng hồ xong rồi chưa thấy qua. Ở bên Úc mình làm cái lâu quá trời luôn nha. Nhưng mà mình làm một cái cầu mấy tháng á, phải là một tuần lễ mình phải đi một lần hoặc là hai tuần đi một lần. Nhưng bên này làm rất là đẹp, rất là lẹ nữa. Tốt nhất là lẹ lẹ, mình không có mất thời giờ của mình muốn đi đâu chơi cũng được. Và đặc biệt là với trường hợp cô Thảo là cô ở bên Úc về thì chắc chắn là cái thời gian của mình cũng bị giới hạn đúng không? Và nha khoa An Tâm thì có thể là thay sứ cho mình trong thời gian ngắn như vậy, thì cô cảm thấy hài lòng không cô? Dạ rất là hài lòng, rất là vui, tại vì làm cho mình lẹ mà nó không đau là cái đó là số 1 rồi. Nhưng mà làm mà lâu quá thì mình không có thời gian đi chơi. Vậy thì cái thời gian nhanh là số 1, vậy thì con hỏi cô là cái phần số 2 là cái khi mà cô gắn răng sứ kết thúc như ngày hôm nay rồi, cô có hài lòng với màu sắc dán răng không cô? Dạ rất là hài lòng, tại cái răng của mình cũng giống tự nhiên, giống như thiệt của mình vậy. Chứ nó không có dồn vô, mình thấy nó giống như mình làm răng giả. Về nhà mấy đứa em khen đẹp. Thì cô Thảo ơi, thì ngày hôm nay là cô là khách hàng thực tế, cô đến với nha khoa An Tâm và trải nghiệm chương trình thay răng sứ cũ lấy răng sứ mới của An Tâm rồi, thì cô cảm nhận như thế nào về chương trình? Cô cảm thấy chương trình này có ý nghĩa và có nên được lan rộng không cô ha? Có chứ, cái này mình lan rộng, mình giúp cho những người ta sợ đau rồi mà nó lẹ mà nó như là chắc ăn á. Giống như mình làm cái gì mình phải có là không có bị phản ứng hoặc là cái gì đau đớn gì á, cái đó là số 1 rồi.
đó là số 1 rồi. Còn nếu mà đau thì tôi không dám giới thiệu đâu. Đó thật ra nếu mà các bạn muốn đến đó, thì thử lần thử mình xét nghiệm coi, mình làm thử vài cái coi rồi được mình giới thiệu bạn mình tới. Thứ hai nữa là mình đến đây làm cái găng á, thì nó găng cũ mà làm thành găng mới mà nó giảm giá rất là nhiều. Mà tùy theo mình găng xứ hồi đó mình làm cũ hồi ở chỗ nào á mình không biết, nhưng mà lại đây á, người ta thay mới cho mình mà người ta giảm giá cho mình nữa. Mới đầu thì nói vài giá như vậy nhưng mà tới hồi mình lợi nó còn giảm nữa, vừa lát nó giảm nữa, trời sướng quá. Một cái găng á cả 1000 đồng mà nó đâu có đẹp đâu, nhưng mà bên này á, làm có một cái ha coi như 300 mấy 400 300 mấy, giờ không tới 400 nữa. Mà cái loại găng sứ mà vĩnh viễn ha, mình làm xong rồi đó, cái găng sứ của mình á mà nó có bị mẻ hoặc là cái gì mình hư hao gì á, mình lợi nó găng ti cho mình tới vĩnh viễn luôn, mình không có sợ. Thế là chỗ này nó làm nó rất là hài lòng, là nó có cho tờ giấy của mình là găng ti suốt đời. Thành ra mình thấy cái này có lý hơn. Thành ra mình đến đây là mình rất là vui. Ông xã cũng thích. Chưa từng thấy là cái gia khoa nào như vậy. Thành ra rất là mừng. Dạ, thì cô Thảo ơi, thì cho con hỏi thêm một câu nữa là khi mà cô mang răng sứ mới này thì cô có cảm thấy là cô so sánh giúp con răng sứ mới và răng sứ cũ thì nó khác nhau như thế nào vậy cô? Nó trong hơn mà nó đẹp hơn nữa. Nó làm rất là sát cái hàm răng của mình, thành ra mình thấy ưng ý lắm. Em nghĩ chắc ở nhà khoa này rất là ai đến ai cũng thích đó, không phải mình cô đâu. Tại vì người nào đến đây thấy tiếp đãi rất là hân hậu mà rất là vui vẻ là thích cái chỗ đó rồi. Mà điểm thứ nhất là thích cái chỗ đó. Giờ không khi người, không khi dễ người ta là nói xử rất là tốt á. Thành ra thích lắm. Ông xã cũng khen nữa, ông nói trời ở đây nó nhẹ nhàng mà làm cho mình không đau. Mỗi lần mình lao á thì giải thích cho mình nhỏ nhẹ lắm. Rất là hài lòng. Dạ. Thì thông qua đây ngày hôm nay cô Thảo có một nụ cười mới rồi. Thì cô Thảo có đôi lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng khác mà cũng đang có răng sứ cũ nhưng mà chưa có động lực hay là chưa biết đến chương trình thay sứ của Ân Tâm không ạ? Hy vọng ai mà coi được cái video này thì đến đây thử một lần đi. Mình tham khảo rồi mình thử dồn những người mà khách làm á, mình lại mình dồn á, mình giống như mình lại mình tham quan vậy á. Vì mình thấy đã đông hay là ít người rồi mình hỏi cái lý do như thế nào rồi coi để người ta giải thích cho mình biết để mình cảm nhận là chỗ này tốt không. Nhưng mà đối với em thì rất là tốt, thì mấy chị cứ thử đi giới thiệu lại nha. Em thì em rất là hài lòng rồi đó, không có gì mà chê ba chê hết. Dạ, con xin cảm ơn cô Thảo. Và chắc chắn rằng là nha khoa Ân Tâm cũng rất là vui vì ngày hôm nay có thể mang đến nụ cười tự tin một lần nữa cho cô Thảo. Và mọi người ơi, nha khoa Ân Tâm cũng đang còn rất là nhiều suất nữa. Thì chúng ta những ai đang có răng sứ cũ hãy mạnh dạn đăng ký chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% của nha khoa Ân Tâm. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo.